được chưa? Rồi. Em đặt xong rồi. Vâng, vâng. Vâng, ở nhà thì ông bà thì sức khỏe thôi. Anh ở nhà anh đi làm. Vâng. Vâng. Mấy mấy bữa em có khả năng là khoảng độ tầm nửa tháng nữa em lên trên đấy. Ừ. Anh em mình gặp nhau tí. Vâng, đi lên Tây tí cho này. Vâng. Vâng, vâng. Vâng, vâng. Quay đầu gì? Không lòng nữa bụi. Đi vào nàng cầu me luôn. Sẽ đi nước được bùi, sẽ đi cầu me. Đi nước nào đây? Bùi, bùi hết cơ mà. Đi thẳng ra thì bùi nào? Vào đằng cầu me. Nhưng bây giờ đi thẳng hay dễ? Dễ chứ, lứa cơ mà. Đằng nước cơ mà, cầu quốc cơ mà. Có phải là bùi bùi kia châu. Cái bảo đằng bùi. Chắc là bùi kia. Phải đằng nứa. Anh nhá. Phải đằng nứa cho nó ngay. Đây lại cưới. Cưới liên tục. Cưới con nhà đây. Chỗ này đạp, mà anh cưới cái này đặt cả hai đám ở đây đi. À. Xe cái chia thế đầu mình đi nhanh quá rồi. Đi từ đó, còn mua bằng. Chào bà con tí. Cá mà hồi. Thôi, giờ quay cái này xuống, kéo quay được lên. Lựa mà quay nó là treo chéo nó lệch này nó đánh quay được. Cụ lãnh đạo còn chờ ai đâu, từ từ chờ tí. Xin chào em ạ. Đang đi đám nó hỏi đây. Chỗ này thêm người nữa được. Ừ đúng. Xe này thêm người nữa. Đang đi vào cầu me đi này. Đi đi. Ừ. Đi cầu me đi. Em đợi nhầm. Đứng cái chỗ nhầm Đức cái này. Rồi xe quay đầu là đúng rồi. Không, nó cua vào đây. Ừ thì nó quay đầu đấy. Thì nó dài có khi nếu cua được. Ừ. Nó cũng mất mấy pha. Quyền và may ở đây nằm ở đây à? Con này là con nhà bà nào? Con nhà bà chín. À, con bà chín. Em thằng ấy à? Tàu thì chán rồi giờ. Đường 39 là đi lên Hưng Nhân á. Thì cứ từ từ thì không có thì xe ấy vượt đi rồi ấy. Đi đường nào thì bảo. Chú Vinh ơi. Không cần để xe ấy vượt trước đây. Không đi đường nào thì bảo luôn nhé. Ra sau. Nó đi đường sau nhưng mà nó ra đường 39 mình cũng lâu có đi đâu. Mà. 39 là đi đường Phú Huyện ấy. Không. Đi ngay cầu Quốc này, này chứ đi rồi. Đây là nó phi thẳng ra đường 39 này nó mới rẽ vào. Hình dung như thế. Thôi mình cứ cho nó đi trước thôi. Cứ cho nó vượt đi. Cứ trường bật xin an cho nó đi trước. Đấy. Và nó đi trước. Đó. Nó đảo đi trước. Thế cho nó xong. Nó là xe đây rồi. Xin an. Liên quan đến gì đường 39 đi Quốc thì đường có mỗi cái đường này. Cái đường này đi đường Nhân có dở hơi. Vào đến đằng nữa sau này đi ra đường 39 chỗ nhà anh Nguyên ấy, Nguyên nhà bác Lương ấy. Không cái đấy thì nó thổ công rồi đấy kẻ đó. Sợ lo chọn lúa đi. Rồi. Đấy,
giống này là thế, chứ còn đây là nước thì có cái gì. Nước thì anh em mình chỉ biết, chỉ có một lối này chứ làm gì có nhiều lối. Không, nó chọn lối thì nó đi nhiều lối được. Ý là nếu mà đi vòng lên phố huyện thì vô lý. Đấy, ý là vào đến cầu Quốc là nó đi thẳng ra đường 39 rồi nó mới lại rẽ vào. Chứ không phải là nó rẽ vào giữa làng ngay. Ý nó vậy, mình thì không nắm được cái đường của đấy thôi, chỉ cần nó vượt đi. Thế mời đây. Có chưa? Có đâu. Sông nó vẫn là làng Me đúng không? Bên kia sông bên làng Lường ấy. Bên kia sông thì là làng Me. Nhưng mà cái bên này sông làng Lường là vẫn là làng Me đúng không? Cái chợ ngày xưa là gọi là chợ Me, thế thì là cứ quen như thế. Thế ai cho gọi chợ Lường đâu? Thì làng Quốc nó chạy dài về tận Đình Muộn. Nhà này nó ở đường đường cây đa làng Lứa. Này chỗ này là chỗ nhà Nguyên đâu rồi, chỗ này là... Nguyên thì cái chỗ nhà ngay chỗ đây đâu. Đây. Nhà đây này. Đây. Nhà đây. Có một đỗ xe ở đây. Ông đem đi đem về mang thuốc về. Chân ông bỏng kinh quá mẹ, bỏ thôi lấy cái thuốc bỏng ok mang về. Tức là đi một ngày đi hai chuyến liên tục. Mày không cố gì. Về may mà thoát hiểm được. Không chui qua được à? Chui được. À, cả máy còn xa. Trên đường. Đấy cả. Nhà trai đông thế. Đấy đông chưa? Ế. Cả cứng của bi đấy. Nhà trai mau chiến. Tay này hát hai phía đi. Không cái thành họ Nguyễn hát hai phía. À cả nó có đường nhanh lâu lắm ta đấy. Nè cái xe này nó chặn đầu mình. Cái này nó làm thì được cái đường 39 dần đẹp rồi mà. Vẫn còn nhem nhuộm à, nó cứ khúc một thôi. Chỗ này là gần tịt, chỗ này gần tịt, chắc nó đền bù sao. Nó chưa giải tỏa. Đây, đi chỗ này là sao giải tỏa được. Nó nghe à sao. Rồi lúc này nó cứ chê ác lắm. Đè này. Đó thì làm mạnh tay. Mẹ nó sắm sẵn
là nó mang cái chân chiên về nhiều hơn đéo thì hỏi là mới nó phòng với một người đàn bà nó tụt quần rồi đấy. Hiểu không? Thì là nó cuốn bắt xe đi vòng vào đây à, xe mình có vào được không? Vào được, xe to nó vào được thì xe mình nó thấp gầm khác nhau rồi đấy, chắc nó vẫn đéo đi được cái chỗ này. Đi vất mẹ ngoài di đường vào xa không? Không biết cái okay, xuống trước đi đã. Xuống thì cho nó nhẹ bớt xe. Xuống vào xem thăm dò đi. Hồng đi bị dính tai nạn là cái cột điện. Đi đêm mà đường cái thấy rộng đi thôi. Anh mua được cái rìa này có khi hay hơn. Rộng hơn. Từ từ. Lên từ từ. Mở một cửa đấy thôi. Đi cầm ra xuống cái này. Đi ra cửa này. Ta đi sang đây. Là cái ra trước thì cứ sao. Sang bên này đi. Cầm. Xe điện các cụ thương binh nhà cũng mười mấy triệu đấy. Dạ. Ông chất ở phố nhà này mua cái xe nó toàn bằng cái hộp sắt ống kẽm vuông vuông ấy, nó hàn trông như đồ đẻo ấy. Có chạm đít không? Nhảy xuống không? Nhảy xuống cho nó nhẹ. Nó chắc ăn. Thôi ngồi. Nó xuống thì nó đỡ. Đấy. Nó nặng mấy phát là nó đập chịu xuống. Xe nó thấp. Xe này gầm nó thấp. Xe đi phà là khó đi. Vâng. Giờ có cái là nó ít phà. Ngày xưa đi ở cái cầu chỗ Vế đấy bác. Thế là cắm đầu đấy, thế là nó lại lún, bằng cát nó lún. Thế là về sau phải lùi lại. Không dám đi tiếp. Thế là cái nhựa nó cắm xuống cái cát luôn. Nóng quá, nóng quá. Nóng quá, nóng quá.
không có nghe được cái tiếng gì đâu. Đây thì thế gọi là ai ngồi trong bàn ấy nghe được câu nào thì nghe. Thì nó có mic này, rõ ràng câu nào ra câu đấy. Em viên đây. Đây. Thì 5 câu 3 điều, nếu mà đúng ra cái gọi đấy thì là bây giờ phải nhà gái nhà ta bóc cái lễ ăn hỏi ra nha, bánh kẹo ra người ta lại bày ra, thế xong rồi người ta lại mời mình. Tính ra là chào lễ nhận lễ xong mới cho cô dâu thuê ở thắp hương. Thì thắp hương trước thì lễ các cụ. Đấy, nó cứ nháo nhào đi vậy. Ví dụ như là kể cả là cái lễ gọi là xin dâu ấy thì nó vẫn phải có lá trầu chứ làm như cái này là không có lẽ xin dâu là có mỗi lần anh làm tài làm như con ly cái này làm vậy có mỗi con bị chơi trò chọi làm như con ly lấy chồng thì nó lắm thủ tục lắm thôi rồi thôi giờ xong là có cái ông dẫn chương trình ông ấy làm nó lắm thủ tục lắm trong ruột trong cái phong bì thế đây đây em mới bỏ có hai lễ là lý do đấy nhưng mà chính là ba lễ một lễ xin cưới khác lễ đặt tài khác thế cái này nó do mỗi nhà đấy cái mỗi phòng bỉ chơi thổ địa chắc có cái gì về đặt ít được cơi dầu chơi rượu đấy cơi dầu chơi rượu nhỏ nhỏ kém. Cái chơi rượu chơi ba đấy kém quá đúng rồi đặt cái loại chơi rượu ấy đấy đấy chơi rượu bia bia đấy cả nhà như ca nhỏ đấy vút ca nhỏ đấy đặt vào đấy mới lại lá dầu cơi dầu quả cao thế có đơn giản đấy. Ê, cái chơi rượu thì để làm xuống hả rồi vừa cái cháp ấy rồi nó vừa cái cháp cái chơi ba này nó vừa cái cháp đấy mà quả cao lá chầu mình lúc mở ra mình chuống luôn em giật mình luôn mình chơi quá nhưng thấy ông Vịnh ông bảo còn thiếu thì thôi để nhanh ông xử lý ông không nói thì thôi chối nhỉ em mở ra mỗi ông bì chơi thổ địa rồi mình còn thiếu cái trên này mình bảo thôi không có thì chịu rồi thiếu là tưởng nó có ở đấy cơ nhưng mà thiếu cái gì có đâu thiếu rượu với lá dầu quả cao ở trong cái cháp ấy cháp còn ấy nó gọi là cái lễ là nó phải có đấy kể cả này trước anh là bảo con em hỏi rồi nhưng mà kể cả bây giờ nó phân ra là hai cái lễ bác Lâm ạ một cái lễ xin cưới khác một lễ nạp tài khác lễ nạp tài vẫn có phong bì và vẫn có cầu quả cao nhưng mà cái phong bì thì nhiều khi người ta kết hợp vào được nhưng mà cái lễ xin cưới là bắt buộc phải có cái chai rượu với dầu cao vào đấy thì thôi nó dồn vào là một cũng được hai cái đến nó dồn vào là một cũng được thì cái vừa là tài vừa là coi xin cưới đấy là thôi nó là dồn mà cũng được không sao ví dụ như hôm con đi thì nó cũng dồn mà là một chứ người ta cũng dồn là một thường thường ăn hỏi bao giờ người ta báo cáo là có ba lễ đi các đám nào nó có ba lễ còn lễ ăn hỏi lễ nạp tài và lễ xin dâu còn cái ông ấy thì ông bảo thôi thì ông gọi là đã hai bên gia đình đã thống nhất rồi các cụ các bác rồi các ông ở bên đấy là coi như là cứ tiến hành thôi rồi như thế nào là chúng tôi nhất trí hết rồi chẳng nhất trí thì cũng làm sao thì nhung lâm cái nhưng mà chết cái thử lên thì cứ cho nó xong cái nhưng mà nhưng mà chết cái thủ tục quay phim sau xem phim nó cứ vô lý đùng đùng ấy đúng rồi chấp nhận cái chỗ đấy chú nhà mình thì coi nóng quá đấy chịu được thì thôi nhanh chóng bấm thằng cháu là chị chào về đáng như đợi tao bóc bánh rồi đã cả họ đây cái gì bóc đâu à thế à bóc à đây nó có bóc mà nó bóc thì lúc bây giờ nó bóc nghĩa là ý là nó lại mặt đâu chưa chứ không bóc đại quan viên này không đây là nếu bây giờ bình thường người ta phải bóc đại quan viên này không à xong còn cái phần mặt là riêng cái đấy là kém nhỉ cái đợt đi ăn ngoài thằng Duy vậy có bóc rồi ngồi với bác Quỳnh và phát biểu mấy câu ngồi chưa đóng ít rồi đó thôi xin phép về chả nói chuyện gì hết cả chết dở mà kể ra cái đấy cũng phải giải quyết luôn thế đi nha đúng rồi gọn gàng tôi đang đông người lộc như ta bảo lộc bất tận hưởng tận lộc bất hận hưởng tận là cái đây bóc là coi như hai họ hưởng thụ đã xong bắt đầu mới sao nó có cái cớ mời nhau nó mới có đi có lại chứ bây giờ tự nhiên mời cái gì đây là chỗ nhà ông Giáp có bia thì mang cho bố uống nhà ông Giáp bây giờ ai mua đây đấy ai mua con ông Giáp bà sới đi đâu hết ông Giáp
lạc. Nhà anh ngày xưa đổ mấy bằng bằng rơm đấy. Hả? Con Cuông này nhớ không? Có. Đổ mấy bằng bằng rơm. Rơm mới xi. Trần rơm. Trần rơm. Cũng cái lõ khó cái khô, bó cái khô à, cái khô, khó nó lõ cái khôn bác Cuông kìa. Trần vui rơm xong là chát ở dưới. Đấy, thời ngày xưa như vậy là đi VIP rồi. Mỗi thời nó một kiểu. Dưới chát xoa như gì nữa. Xe ô tô về đường nào? Về thẳng à? Mình cứ đi thẳng được. Đi thẳng. Cái xe đấy đi vào lỗ này là không thể nào đi được. Ờ, chắc chỉ có đi lỗ này thôi. Cây đa, vướng cây đa đấy. Vướng cây đa không? Của được. Cây đa cũng có lợi mà cũng có hại. Ông Cường có cái xe bán tải mà đi vào cái đấy còn đéo để ý, còn đập mốt đầu trên thùng vào. À. Có cái xe mà đi qua cái cầu dạng nó làm cầu vượt qua đường đấy. Nhiều xe tải đi bay mọi cái lòng qua đằng sau. Xe đám cưới gì thì mở ra sửa đấy. Xe kia lùi. Chỗ đây khó rồi. Xe đấy là xe to. Mà anh đi qua thấy nói với quả nắm cỗ quá. À đấy, ăn thằng ở đây nữa cả. Ăn thằng nhà bà Sơn là người thiếu. Nấu nướng rồi đấy. Chú Trường thì vào dễ đúng không? Đúng rồi, xe vào một chỗ. Nắm cỗ quá. Nhưng mà cũng phải sang hết đây mới vào mới ngon. Thế ông nào không biết này đi sát bên kia là vào là đấy vào được. Tài áo rồi. Cua đúng cua tài áo đấy. Cái một cái tường này luôn này. Cái tường này đi. Chỗ này thì nên mở rộng cho người ta để ăn rảnh quá. Chỗ nhà ông ấy này. Vâng. Cái xí. Chỗ này cái xí. Mở rộng cho người ta đi cho nó. Thế mà xí cái kiểu này. Nhưng mà mình còn biết chỗ này vào. Dạ. Chứ không còn nhiều. Nó không có cái tính cộng đồng, con người ta là chỉ nó muốn cái gì muốn vơ vào của mình thôi. Xí này cộng đồng lắm. Ngày xưa ông có ông Năm thì ông Trường tưởng tượng đây nó là cái ao ấy. Đúng rồi, cái ao. Trúng rồi bạn đây rồi. Nhỏ mặn cái gì. Xí đấy không có ý thức. Có cái lùi vào cái chỗ nhà ao ngày xưa đấy. Không, mình chỉ cái chỗ này rồi. Cái gần nó chả liên quan ai cả. Mình xe cộ đỗ mà xong cứ có người gọi mệt lắm. Dạ túi đây anh đưa làm bia. Rồi, ok.